Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác anh em đam mê chơi BCB trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Thì trong video ngắn của ngày hôm nay thì show em sẽ lên và giới thiệu đến cho các bác anh em hai mẫu kính bắn nhanh để anh em chơi súng Kondo này và súng Epic hoặc là súng truyền thống. Các bác cự ly được tầm 5 đến 60m quay đầu mà các bác thích nhỏ gọn thì các bác nên tham khảo mua cho mình một trong chiếc kính bắn nhanh nhé. Thì cũng không phải để các bác anh em chờ đợi lâu, sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết từ mẫu kính bắn nhanh một, em sẽ giới thiệu mẫu nào thì em sẽ báo giá công khai luôn để các bác anh em cân đối tài chính nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến cho bác và anh em cái mẫu kính bắn nhanh bút neo nhé. Mẫu kính bắn nhanh bút neo 1x40RD. Mẫu này tất cả vỏ ngoài bằng kim loại hết các bác nhé. Hàng loại 1. Mẫu này thì chống nhảy tâm cực kỳ là tốt đấy nhé. Mẫu này sẽ có dây 11 và dây 20 để anh em lắp súng Kondo hoặc là súng FX hoặc là súng truyền thống đều được các bác nhé. Mẫu này thì sẽ có hai nút hai đầu, khi bác không bên nữa mình có thể chụp vào để tránh mưa, tránh bụi, tránh bẩn các nhá. Mẫu kính bắn nhanh bút neo 1x40RD này sẽ có chỉnh lên chỉnh xuống các nhá. Các bác xoáy nút ra, các bác chỉnh lên chỉnh xuống ở trên này các nhá. Các bác cho cái tơ vít vào, các bác chỉnh lên chỉnh xuống ở trên này. Các bác chỉnh ok rồi, các bác xoáy nút này vào để tránh mưa, tránh bụi, tránh bẩn các nhá. Và tương tự cũng là chỉnh sang trái sang phải thì cũng như thế các nhá. Mẫu kính bắn nhanh bút neo 1x40RD này sẽ có một cái chấm tròn chấm xanh để hỗ trợ các bắn ban ngày. Đây em sẽ lấy cho bác xem với tâm luôn nhé. Chấm màu xanh hỗ trợ các bắn ban ngày, sẽ có 5 chế độ ánh sáng khác nhau các nhé. Chế độ ánh sáng vừa này, ánh sáng mạnh và ánh sáng cực kỳ là mạnh. Và chế độ màu đỏ thì để hỗ trợ các bắn ban đêm các nhé. Sẽ có chế độ màu đỏ các nhé. Đây chế độ màu đỏ đây. Sẽ có một chấm tròn màu đỏ chuyên để hỗ trợ các bắn ban đêm. Các bên cự ly được tầm độ 50 mét quay đầu. Các bác thích nhỏ gọn thì các bác nên tham khảo mua cho mình một chiếc kính bắn nhanh bút neo thông số 1x40RD này các bác nhé. Một chiếc kính bắn nhanh bút neo 1x40RD thì bên Soyan đang bán với một mức giá là 350.000 các nhá. 350.000 đồng một chiếc kính bao ship hàng loại 1 chống nhảy tâm cực kỳ là tốt các nhá. Đó là kính bắn nhanh bút neo 1x40RD dạng ống em muốn giới thiệu đến cho các bác và anh em ạ. Thì các bác nào muốn nhỏ gọn hơn, muốn chế độ nhiều chế độ hơn thì các bác nên tham khảo mua cho mình một chiếc kính bắn nhanh con dán các nhá. Một kính bắn nhanh Z đốt con dán này cũng một nắp chụp ở trên chỗ kính nữa nhé. Các bác không bên nữa mình có thể chụp vào để tránh mưa, tránh bụi, tránh bẩn nữa nhé. Mẫu kính bắn nhanh Z đôi con giá này thì sẽ có kẹp dây là dây 11 nữa nhé. Kẹp dây là dây 11. Mẫu này thì cũng có chỉnh lên chỉnh xuống này, các bác thấy không ạ? Các bác cho lục ra ở đây, các bác chỉnh lên chỉnh xuống và tương tự mẫu này thì chỉnh lên chỉnh xuống ở dưới này các bác nhé. Đầy đủ hết các chế độ để các bác chỉnh đấy. Các bác thấy không ạ? Hai nút này chỉnh lên chỉnh xuống và sang trái sang phải. Mẫu kính này thì rất là nhiều chế độ để các bác và anh em có thể lựa chọn nhé. Đấy, sẽ có màu đỏ hỗ trợ các bắn ban đêm, màu xanh hỗ trợ các bắn ban ngày. Đây em sẽ lấy cho các bác xem tâm luôn. Đây là màu xanh để chuyên để hỗ trợ các bắn ban ngày các nhá. Sẽ có chế độ màu xanh chấm đỏ các bác nhá. Màu xanh này thì sẽ có chế độ là chấm bé này, chấm to này. Đấy, các bác thấy không ạ? Chấm tròn to này hoặc là dấu cộng này. Đấy, rất chia nhiều chế độ để các bác và anh em có thể lựa chọn các nhá. Thì một chiếc kính bắn nhanh Z đốt con rán này bên Soyan đang bán với một mức giá là 400.000 các nhá. Z đốt con rán giá là 400.000 đồng. Bao ship rồi các nhá. Nhận hàng bác và anh em được quyền kiểm tra hàng, đúng không? Đúng sản phẩm như em giới thiệu trên video thì bác và anh em sẽ thanh toán tiền các nhá. Ví dụ như các bác mà đang dùng truyền thống ấy, mà cây truyền thống của các bác chưa có dây để các bác có thể bắt kính thì bên em cũng bán lẻ cho các bác những cái dây nhá. Những cái này thì những cái dây liền khối các bác nhé. Dây liền khối này các bác có thể kẹp dây 11 lẫn dây 20. Dưới này thì các bác bắt vào cái khung của truyền thống là các bác kẹp kính bắn nhanh hoặc là kẹp laser hoặc là kẹp đèn pin đều được các bác nhé. Một chiếc dây lẻ các bác thấy không ạ? Dây cực kỳ là xịn sò luôn. Hoặc các bác nào muốn mua dây này về các bác nâng kính cũng rất chia là hợp lý các bác nhé. Một cái dây này bên Soyan đang bán lẻ là 130.000 đồng một cái dây nhé. Như trong video ngắn của ngày hôm nay các bác mua một chiếc kính bắn nhanh này dạng ống hoặc là dạng con dán, mà các bác muốn mua theo một cái dây thì bên Soyan bán hỗ trợ cho các bác giá một chiếc dây liền khối này giá 100.000 các bác nhé. 100.000 đồng một chiếc dây liền khối khi các bác mua theo kính bắn nhanh đã bao ship rồi các bác nhé. Đó là hai mẫu kính bắn nhanh loại Z đốt con dán và loại ống em muốn giới thiệu đến cho các bác và anh em ạ. Thì các bác và anh em mà đang quan tâm mẫu kính bắn nhanh nào thì các bác và anh em nhanh tay liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em với nhé. Thì một video em làm rất chi là ngắn thôi, thì cuối video thì các bác và anh em được cho xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.